Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Đệ tử xin kính chào quý ông bà cô bác và toàn thể chị em. Thì tiếp tục chương trình thu gom đồ gãy về để hỗ trợ cho những khu vực phong tỏa, những khu vực còn trong giai đoạn cách ly. Thì để tiếp tục chương trình, đệ tử dẫn lên trên chạy cơm từ thiện cô Năm Thảo ở nơi chân núi Cấm. Thì hôm nay cô Năm cũng hộ cho có khoảng là tương đối là 1 tấn đồ gãy để về để hỗ trợ cho 2 xã, một là xã Bình Phú, hai là xã bên Phú Thọ, tức là của huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Về cho cô bác mình dùng rau củ để coi như là cùng nhau để chống chọi qua cái mùa dịch này. Thì tại vì bệnh dịch bây giờ vẫn còn, cho nên là bà con cô bác mình cái thời gian mình đi tới đi lui đó nó rất là khó khăn. Và bên cạnh đó thì bên chính quyền địa phương đó thì cũng hỗ trợ cho cô bác mình trong cái đợt mà mùa dịch này. Thì mời chúng ta xem qua chương trình lên rau củ của mấy anh em nghe cái gì. Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa quý bà cô bác và toàn thể chị em, thì đây là phần rau củ mà cô Năm đã hộ trong cái buổi sáng ngày hôm nay, và tôi có 1 tấn đồ gãy để cho bà con mình trong cái mùa dịch ngày hôm nay. Để tôi nhận thì 30 bịch củ sắn nè, 1 bao phê mì, 1 bao phê cao nè, mì su, mì bột su, mì bột bí gợ, mì bột bí đao, và mì cà tím, 3 bột chanh, 2 bột gừng, là tương đối là 1 tấn đồ gãy để về hỗ trợ cho bà con mình trong cái mùa dịch này nghe gì. Thì nói chung thì được sự ủng hộ của cô Năm Thảo hỗ trợ rau củ này, đại tú rất là biết ơn. Tại vì trong cái thời gian mà đi hoạt động giao cho cô bác mình đó, cái nguồn kinh phí nó rất là kém, phải nói là rất là kém luôn đó. Cho nên là phải nhờ tới cô Năm để hỗ trợ tiếp cho cô bác mình cho có đồ dùng trong cái mùa dịch này. Và 4 bịch cà chua nữa. Quá vậy mày. Rồi, 3 bịch. Đây là đồ gãy trong khách hàng trên của cô Năm Thảo. 2 bịch nữa. Hỗ trợ cho bà con cô bác mình trong nhiều xã nghe quý vị. Một là xã Tân Lợi, hai là xã Núi Voi, ba là xã An Phú, 4 là xã Hưng Nhơn, 5 là xã Vĩnh Trung, 6 là xã An Cư, 7 là xã Tân Lập. Nói chung là cô Năm hộ rau củ rất là nhiều xã, trong đó là có xã Tân Lập của mình là nhận cũng khá nhiều á. Rồi mọi người tiếp tục theo chương trình của mấy anh em nói gì đây. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chính thưa quý bà cô bác và chị em, kính đến cô Năm Thảo, anh chị yêu cầu nhân ái và tất cả các vị mạnh thường quân các nhà hảo tâm. Thì hôm nay đệ tú bên ban trị sự Phật giáo Mẫu xã Tân Lập đến trại cơm của cô Năm để nhận một số rau củ về để hỗ trợ cho 2 xã, một là xã Bình Phú, hai là xã là Phú Thọ ở Phú Tân đó, An Giang. Thì đồ gãy ngày hôm nay cô Năm hộ cho có khoảng là 1 tấn rau củ về để hỗ trợ cho 2 xã. Thì thay mặt cho bà con ở nơi 2 xã, chân thành cảm ơn cô Năm Thảo, cảm ơn anh Tiến Dũng nhiều còn nhân ái, cảm ơn tất cả các chị mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã quan tâm và chia sẻ yêu thương đến bà con ở trong mùa dịch. Thì đệ tú cảm ơn thay mặt bà con, cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ chúc cho các chị mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, chúc cho cô Năm Thảo cũng như là anh Tiến Dũng nhiều còn nhân ái luôn đầy đủ sức khỏe để luôn có cái nội lực để làm việc từ thiện, để giúp ích cho đời, cho xã hội, để đem cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh. Một lần nữa đệ tú xin chúc cho tất cả các vị đó là luôn làm việc thiện nguyện, luôn được thành công tốt đẹp. Nam Mô Di Đà Phật. Đệ tú xin kính chào. Nam Mô Di Đà Phật. Rồi, chào đệ. Rồi, quan kính thưa quý vị, thì tiếp tục chương trình hỗ trợ đồ gãy cho bà con ở vùng dịch. Thì xe rau củ của đệ tú hiện tại bây giờ đang ở cống 11, đang xuống 250 kg về hỗ trợ cho bên khu vực xã Bình Phú để nấu cơm cho khu vực cách ly cho ăn nghe gì. Thì đây là anh Bảy mình bên Bình Phú bên đây để qua để nhận 250 kg rau củ để về nấu vô trong cái khu vực cho bà con mình ở Bình Dương và thành phố về để ăn đỡ trong cái mùa dịch này. Thì đây là tất cả những cô bác anh chị em ở khu vực ở xóm này
phải hỗ trợ rau củ xuống vỏ tiếp nha. À, bởi vì chúng ta vô xem chương trình rau củ của mấy anh em nha quý vị ơi. Thì rau củ ngày hôm nay được cô Nam Thảo hỗ trợ, và bên cạnh đó để Tú cũng mua một số. Thì tương đối là rau củ ngày hôm nay được một tấn nha. Và để hỗ trợ cho bà con mình trong mùa dịch này. Trong bao này là bí à, cái này là khoai nè, hai bao này bao khoai. Khoai, một bao khoai mì, một bao khoai cao. Được như bột thôi, nãy giờ được như bột thôi. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thì rau củ về đây đã đưa xuống cái vỏ của anh Bảy để đưa về khu vực xã Bình Phú đã xong rồi nha quý vị. Thì kính chúc mọi người luôn được an lạc nha, kính chúc tất cả mọi người đều mạnh khỏe để chống chọi qua cái mùa dịch này. Mong rằng bệnh dịch sớm qua mau để cô bác mình trở lại cuộc sống bình thường, không còn chịu sự mà cách ly và phong tỏa và kinh tế khó khăn nữa. Mong rằng tất cả mọi người luôn được hạnh phúc an vui. Rồi xin kính chào. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thì rau củ giờ đây chúng ta đã đến đây chỗ cô chị Lâm nha, để xuống rau củ để chút nữa đây mấy chị với mấy cô bác ở ngoài này để chuyển qua bên Phú Thọ cho cô bác mình dùng trong cái mùa dịch này nghe quý vị. Thì đây là chỗ mà kết tập rau củ của anh chị em ở khu vực này. Thì đây là xã chú rau củ. Trời ở ngoài này thì cái nhóm hoạt động rau củ của mấy chị ở trong đây để thu gom rau củ về để cho bà con trong mùa dịch nha. Rồi chào quý chị nha. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Không phải cái gì nữa, là cái gì rèn nữa, rèn cái gì á. Bây giờ mấy sư huynh ở ngoài khu vực này để xuống rau củ nha quý vị. Thì đồ gãy một tấn đồ gãy trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì hỗ cho bên Bình Phú thì 250 kg, còn 750 kg thì đưa ra ngoài này cho cái nhóm đồng đạo của chị có chị Lâm, chị Thi ngoài này để chỉ kết tập lại đặng đưa qua bên xã xã Phú Thọ thuộc địa phận của huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, để đem về cho cô bác mình bên đó đang trong giai đoạn là phong tỏa cho cô bác dùng trong cái mùa dịch này, cho bà con mình có cái rau củ để dùng trong mùa dịch này nha quý vị. Cái gì anh? Một chanh nó cuốn lại. Có một chanh nó hơi ấy nha. Thì chút nữa về có cái gì đó mình soạn lại xin xin rồi. Rồi kính thưa quý vị, thì vừa qua chúng ta đã nhận một tấn rau củ để san sẻ yêu thương cho cô bác mình ở trong cái vùng dịch. Thì 250 kg đưa qua bên Bình Phú, còn đây 750 kg để đưa qua bên khu vực ở ngoài này là Thạnh Mỹ Tây của huyện Châu Phú, để ở ngoài này mấy chị kết tập lại tặng mấy chị đưa qua bên khu vực xã Phú Thọ của huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, để cho cô bác bà con mình dùng trong cái đợt phong tỏa này. Thì để Tú xin chân thành cảm ơn cô Nam Thảo chạy cơm từ thiện ở núi Ông Cấm đã hỗ trợ tương đối là 800 kg cho bà con mình, và bên cạnh đó để Tú cũng mua thêm 200 kg ở chợ Chi Tôn, chợ đầu mối Chi Tôn, để nhập về được một tấn rau để hỗ trợ cho bà con mình trong cái mùa dịch này. Thì lời cuối cùng thì Tú xin chân thành chúc cô Nam Thảo cũng như anh Tấn Dũng và cầu nhân ái và tất cả các vị mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã luôn hỗ trợ rau củ cho đệ Tú đi trong cái mùa dịch này. Thì chân thành cảm ơn đến tất cả quý vị, và chúc cho tất cả quý vị chúng ta sức khỏe luôn được đầy đủ để luôn làm việc lợi ích cho nhân sanh, cho xã hội, để đem phúc lợi cho toàn thể chúng sanh. Và một lần nữa để Tú xin chúc quý vị chúng ta luôn thành công trên con đường thiện nguyện của mình nghe quý vị. Rồi, để Tú xin kính chào và hẹn gặp lại. Nam Mô A Di Đà Phật.